ông lặn xuống mò ngay cái giò tôi nè. Con cá chê nó nằm không phải như, nằm ở dưới cái giò nha, mà nó nằm nằm bên hông hay gì, nó nằm đằng trước cái bàn nha. Ừ, mà nằm sát mé. Con cá chê bự lắm tụi chúng. Chủ xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay anh em Vũ đi ra đồng để đổ những cái lọc cá của chú anh chị. Nói chung là nước cạn rồi thì phải đi thăm mà dời lọc luôn. Hôm nay anh em Vũ tập trung đi thăm hết trơn cái lọc, mấy cái lọc ngoài đồng luôn nha cô chú anh chị. Đi thăm không biết bao nhiêu cái nữa. Nói chung là thăm hết luôn rồi dời lọc lên hết. Có không? Cua hả? Đổ cua. Thúi luôn. Để cá thúi lại cho cua nó vô. Mấy con cua? Ép. Cua đồng mà nấu canh này thôi, thử sách. Bỏ cá thúi vô để cho cua nó vô nghe cô chú anh chị. Này được 3 con cua với mấy con ốc. Rồi dời lọp đi luôn. Ui, có không? Ốc không vậy? 2 con cua. 2 con cua hả? Vô cá cua non nữa kìa. Gì vậy ta? Mấy cái rồi? Nước cạn rồi mình sửa lọc lại chặn là chuyến thăm kế tiếp là coi bộ dính đó. Cái mấy cái thế lọc này lúc mà Vũ đặt thì đặt cái thế theo nước lớn. Còn bây giờ nước cạn thì nó rút xuống rồi nó không chạy đâu. Mình phải sửa lại mới được nó mới chạy. Đốt luôn đi. Ốc mồi mà có. Ốc mồi hả? Quay lên, quay xuống, quay lên đi. Quay lên đi, cá trên nó xuống ruộng đó. Ừ. Mấy cái chà đó, lấy mấy cái chà cầm lên đàng hoàng gào gào lên. Nãy giờ toàn là cua không à. 5 con cua luôn à. Cung kinh lợp kìa. Vô. Chết rồi. Rồi chết ngắt luôn rồi. Ôi. Chết ngắt hết trơn rồi. Tưởng con cua đồng. Ôi chết cá lóc luôn kìa. Cái lợp chắc giá tùm lum. Cá phi chết luôn hả? Bỏ trong làm mồi đi. Làm mồi bắt cua luôn. Ấn tượng đổ mớ ốc ra, ốc nghẹt lọc quá trời. Vô cua cá phi chập á chứ bèo trời. Uống không có hôm lên dữ vậy. Hôm đầu nó bay vô. Bay không? Có ốc dư đi thì nó khỏe của chú anh chị. Chung là người quay còn người đi đổ lợp thì nó khỏe hơn. Con gì? Vô mà con gì? Cung kinh không? Nó vô phi. Con cá gì dưới nữa kìa. Con cá gì chết. Rồi mấy con cá bỏ để bắt mấy con cua. Trời ơi, ơi cũng lợi hại quá, vô cua nhóc kìa.
Cua đút có tay vô là kẹp sướng tay luôn đó. Quẹt cái. Ôi dồi, cua không thiệt. Trời, làm bậy dừng 2-3 ký cua cũng được. Ê, sao mình không đặt quay lên? Mình bắt con cá lên. Cá lên nè. Cá lên ruộng hả? Ừ, vậy cũng được đi. Lên kia mình lấy mấy cái lọp này mình chặn cái đầu trên cho cá trên ruộng xuống là được rồi. Trên đây nước đang cạn cô chú anh chị. Có thể hồi anh em mình sẽ đi mò cá cạn nè. Ui. Gì vậy? Ui. Đem lên đây, đem lên cho gõ rồi. 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 Nhét cái hôm luôn rồi. Ui, vui con ếch bà. Mày con luôn. Nó gì đẻ nè. Hả? Gì đẻ. Nè. Kiếm dây cuộc. Ừ, đi lấy con dây đi. Tôi bắt ra cho. Đâu còn cái chuối đã vậy? Trời. Cô chú anh chị, hai con ếch nè. Anh cắm con ếch ghiền chết. Hả? Anh cắm con ếch nó ghiền chết. Vui kìa khỏe luôn. Chắc không nghe. Mình quên đem theo cái túi nữa chứ. Cái này đi bắt cá cạn được đó chưa. Chiều nay là nó cạn queo luôn rồi đó. Tha hồ bắt cá cạn luôn. Một hang cá lóc rồi đá. Trời trời cá lóc kìa tạt nhau. Đây cái rô này nè. Nó. Nè cô chú anh chị, người ta dọn đường mương á, người ta xả nước ra, nước đang chảy nè. Người ta dục lọp mình lên bờ hết trơn luôn. Lúc vừa đang ém mấy cái lọp của mình theo cái mương cạn bên đây cạn nè. Bây giờ là mình triển khai kế hoạch là đi thăm lọp hết trơn rồi, đi mò hang cá lóc nha. Kìa, hang quá trời hang luôn kìa. Nè, lấy đống chài nè Dư. Lo đống chài này vô kế để vô cái lọp á. Hả? Thấy không? Có không? Không có hả? Lúc Dư đang đi hình cảnh này, dở cái lọp kia của chú anh chị, nó dục lên bờ hết. Còn ở đây giữ còn cái. Ui, có cá nghe, thấy có cá nghe. Cạn quá cạn rồi. Trời ơi. Hải hùng cái lọp này rồi, không có con cá nào luôn. Đừng con cá sặc à. Đi đâu vậy cái lọp đây mà? Đâu nó vậy? Đằng đây nè. Dữ lắm cái hang này à cô chú anh chị ơi. Nó đó, phải lóc lên chân kìa. Trời ơi trời, nè nó cái đụng cái đuôi quá trời luôn. Nè ông thọt đi, tôi dời máy qua coi, cho con chú anh chị cận cảnh nè. Cái gù còn nái không trời nè. Ôi. Nè. Đừng có lóc cái ra đó. Quá trời luôn cô chú anh chị. Hả? Hết chưa? Hết cho ông thọc luôn, tôi quay cho ông thọc luôn. Nè cô chú anh chị coi nè. Trúng cái hang kia coi nè. Nó có cái hang qua đây nè. Ôi dồi. Ôi. Nó có hàng vô trong á. Có không? Hả? Bằng cái tay ta kìa. Nhóc cũng nhớ một nồi luôn. Còn nữa không?
Gì? Uổng gì? Ủa cái hang bắt một đống cá rô luôn á. Đâu được nhiêu vậy? Quá trời. Quá trời cá luôn. Ấy vui. Con dương thục nhanh quá cô chú anh chị ơi. Quá trời cá luôn. Tính đặt cái lợp lại rồi mới thục mà chưa kịp đặt nữa. Còn lợp nữa nghe cô chú anh chị. Ôi vui nó quậy. Quá trời cá sặc luôn. Hốt hết đi. Dính con gì bắt con đó đi. Chạp quá không có sặc nữa nè. Vui. Trời nhảy trời. Tẹt ra cái tay. Tay bự chút nó ngon à. Tay bự chút sao thọt vô hang. Ôi dồi ôi. Gì nó vậy? Nó cá luôn mồi ơi. Thì tôi bắt ké chứ coi. Nè bắt cái này đi. Đây. Ê ê trời ơi chưa ịnh tay vô chưa vô hang nó dính cá rồi nè. Chết mẹ con cá chê hay cá lóc cũng biết vô đây rồi. Dĩa bội. Con cá chê. Được không? Sao bác? Chê bự không? Con cá chê vô đây nè. Hàng sâu dữ ta. Chẳng cảnh bắt cá chê đây. Trời ơi. Mày bắt hang ở đây nè. Bắt hang đây nè. Nào. Tao bắt con cá chê bên đây. Tao rút tay nó chạy ra. Cái gì? Nhóc cá trong rừng. Ê vui. Ê vui. Ê vui. Trời ơi chạy không. Một đống luôn. Thầy cha nó có chê nãy chưa đây chi. Chưa vô nó trốn không chứ chị. Ê. Cái rô bự không có gì rồi. Chính giờ. Nó miết vô nữa rồi. Cái rô này cô chú anh chị. Cái đầu không thấy gì luôn. Dữ lắm này. Con cá chê với một con cua. Để bắt con nào. Bắt cá chê thôi. Đầu cũng che cái bích chịch luôn rồi. Ôi trời. Trời. Đâm cái gì? Nè cô chú anh chị cái rô nè. Ây da 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 da. Một đống luôn ông nội ơi. Thôi rồi lắm ơi. Ôi cái chê nó miết hay không nào cứ nhắc cháu sao quá. Cái hang này hang hang đẻ hay gì mà. Cá gì mà dữ vậy? Ây da hết. Hết rồi kìa. Hết rồi. Tôi hết rồi đó nha. Để cho. Cái hang ngon gì mà không có cá trời. Đúng thiệt chứ. Con cá chê gom chắc tới năm ngoái luôn quá. Bự không cá chê bự không? Chê một tay á. Làm cái mặt như nãy rồi. Y như con khỉ vậy. Cá dữ lắm cô chú anh chị ham á nè. Coi nè. Ui, ê nó ra. Quay ngang lại. Trời ơi, ơi chị được mà. Nó ra được đó. Ê bấm ngạnh đi, bấm ngạnh đi. Coi nè cô chú anh chị hang nè. Hang cá chê mới bắt. Rồi cầm xô luôn đi. Đi dài đắng nữa. Ê nó nghiêng ra được. Chết rồi. Không lại cỏ ra áo đắp lại luôn. Nãy không đem chú lưới theo. Chết gì chứ. Hai anh em tính đâu là nước chưa cạn của chú anh chị. Cái lợp còn dục đó nữa kìa. Đặt cái lợp lại chăng chỗ cái đường đứt đó đi. Thục, mấy anh kia thục dài xuống.
quá trời cá rồi, thôi chắc đầy xô này luôn quá. Rồi. Cái gì ông nội? Này mới giữ nè. Lại đây nè. Khoan tôi lắp cái hang này cô chú anh chị nè. Đây 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 đây, thấy cái hang không? Cái hang này nè, hang này cá mới giữ nè. Không đụng tay vô, đụng tay vô là nó phóng ra liền. Để cho ông Dương. Trời. Ê giữ lắm mà Vũ ơi. Dữ lắm không? Dữ lắm rồi. Khoan để tôi không? Để tôi vô, để tôi vô. Vô anh, nhanh đi. Khoan, đi chuyển máy lên cái. Lóc thôi là. Ê ê ê ê ra đây ra. Rồi ra luôn. Đâu? Gì lùm nha. Để tôi bắt cho. Để bắt đi. Còn phải cá lóc đâu? Cái gì vậy? Ủa phi. Trời ơi. Ây da, da nó văng. Nó. Bụng ra luôn đi. Còn con gì trống không? Ây dồi. Cá rô. Còn con cá mà hút nấm gì còn không? Còn cái hang trên đi kìa, hang đi trên kìa. Bắt con đó đi, tôi lại hang này khơi của tôi. Quá trời cá luôn rồi cô chú anh chị, phải nói là kinh khủng luôn rồi. Không còn gì để trả luôn. Nó, con cá lóc ở đâu? Cọt cái nó. Trời trời, cái hang gì mà có con cá rô, tức thiệt chứ. Ở đâu mà đưa cái mặt ngay cái máy luôn trời. Rồi xảy qua đây nè. Hả? Hang qua đó đó. Ui, hang sâu quá. Chơi không lại. Cái gì? Tôi cho con bắt đó, tôi nghĩ bắt rồi. Còn hàng bự tôi bắt còn ha. Cái máy hư rồi. Trời ơi, heo. Quá trời cá luôn rồi. Cái xô bây giờ nghiêng chuyền luôn này cô chú anh chị. Đâu có dám rửa con cá đâu, rửa nó phóng lắm. Để cho nó sình sình vậy đó. Trời đó. Thôi giờ đi vô nhà cái à, anh em mình thục hết cái mương này vô nhà cái chiều nay ra chiến nữa. Chiều nay ra đây chiến. Cái gồ, đúng cái gồ nó ngu. Cái gồ ngu là cái gồ làm sao? Ơi trời, cái chạy trơn rồi trời. Uống năm con. Cái rô mình động động là nó chui, nó trốn trong chấp đồ không à. Bởi vì mới dễ bắt nó. Còn cái lóc mình nó trong hang mình động động có thể nó phóng ra luôn á. Cái gì? Nó chui luôn mấy cái này nè, nó mở hang dưới. Nó ở trong mấy hấp chấp chưa. Sao nó ngu giống ông cái gì? Nói chứ mình đi mò cá gì ghiền lắm nghe cô chú anh chị. Nó phóng ra tẹt 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 đó. Cái gì? Chạy ra hết. Khôn vậy? Chỉ cái hàng cặp bá cái tay cái câu đâu. Trưa nay nó còn cạn dữ nữa. Tại vì nước cái sông nó chưa có cái rồng á. Nước nó rồng cái rồi nó cạn nhất luôn, là bữa nay là trúng đậm luôn á. Coi nè cô chú anh chị, cái xô nãy ốc không, bây giờ toàn thấy cá không. Trúng nữa vậy. Con gì vậy? Con. Con gì bắt lâu vậy? Nhóc đây. Môi ra bự bự đi cho chưa chưa nó chui vô. Ây vô nó phóng ra đục 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 vậy. Hết rồi hả? Hang lương. Rồi, mình đi kiếm cái hang mình thục chê. Nè, ông ăn tôi hang. Dữ lắm cái hang này rồi cô chú anh chị ơi. Rồi hang cá chê vô ơi. Hang cá mình chui vô. Hang cá chê. Hang bự lắm. Nó. Ôi giời, hết biết con cá này rồi. Ông chặn hay vậy? Chặn lại ơi, nó chạy ra đây được. Cái hang tôi bự lắm. Coi nè cô chú anh chị.
dữ vậy? Một đống trong đó luôn. Ôi vui. Nghe không? Làm gù gù quá. Ôi con cá gì bự lắm chứ ơi. Vậy làm gù gù giống đây nè. Tao đâu dám thục mạnh. Thục mạnh chạy qua mày chứ. Cái hang tôi bự lắm. Hang tôi chà bá vậy á. Con cá bự đốt tiêu không biết. Ôi vui, bây giờ cá nằm chỗ nào cũng có luôn. Trời ơi trời. Cái gì? Nắng quá không biết thấy rõ không ta. Nắng quá về hãm ánh sáng lại. Nó bình thục vô hang chết. Ây vô, ây vô, ây vô. Ây da, ây da, đừng, đẹp. Rồi chảy máu cái tay luôn ấy. Bắt cái cục cá này cái. Có con cá gì bự lắm. Cá gì quá không biết bắt sao được. Anh bắt nè. Đó. Ôi dồi. Thôi. Ôi. Để tôi. Ê còn. Ủa. Chết nó vậy. Yeah. Mắt cái này là chảy máu lum hết trơn luôn á. Ê cô chú anh chị. Làm nó mới dữ. Làm sao mà moi ra được để đút cái máy vô ta? Nó một nùi luôn. Trời ơi nó nằm cục gì nè cô chú anh chị. Moi đi chứ. Đút cái máy cận cảnh cho cô chú anh chị xem luôn. Khoan nha. Ra chưa? Nó. Ôi kìa cô chú anh chị nằm kìa. Giờ thoát tay bắt thôi. Ê. Ôi dồi ôi kìa. Một nùi luôn. Bắt đi chứ. Trời. Tôi ém đồ gói tôi lại rồi. Nó. Còn hơn là bắt ấy nha. Thấy đọt gì nổi. Hầm nữa. Quá trời ơi. Thấy gì mình mò cá rô nè, ham thiệt nhưng mà nó đâm tay bấy nhạy luôn á. Tôi con ơi, ây vui. Đây, còn nữa không? Còn. Còn mấy con cá trong á. Bắt đi. Coi chừng cái xô kìa. Con này cô chú anh chị. Hết biết nói gì luôn. Tiếp, đằng đây có nữa chứ ơi. Đây nè, có chú chị hang nữa nè. Rồi, ngập nữa rồi. Ngập nữa rồi, để Vũ kiếm. Ê, hang này khó chơi nha. Khoan từ từ, khoan nó thục vô nha. Để tôi cắm cái máy cho nào cái. Mình tới đây. Ây da, ây da. Rồi, phóng lên mặt luôn. Rồi. Dữ lắm cái hang rồi. Thôi rồi. Đi luôn. Hả? Qua đây. Con gì kêu vậy? Ôi. Cô chú anh chị. Hốt một lần cái đống luôn vậy. Rồi, hốt được nắm một cái ra hết trơn luôn. Quá trời. Hốt được nắm cái này ra hết trơn luôn. Trời ơi, cái hang này không biết hả? Nó ăn lên trên nè. Để tôi lấy cái máy lên. Nè, chặn cái tay vô. Kéo cái tay tôi nè. Đưa lên trên nè. Nó một nùi giống luôn. Dữ lắm nữa rồi. Nó một nùi luôn. Bây giờ lựa con nào bự nhất bắt thôi chứ sao. Còn. Đó. Con nào bự nhất bắt nó chứ. Chảy nguồn nguồn đây nè. Nhìn cái mặt nó mắc cười quá cô chú anh chị. Cô chú anh chị like và chia sẻ nhiệt tình lên nha. Để mai mốt anh em có động lực đi làm chung nha cô chú anh chị. Thằng này nó cũng làm biến lắm. Phái đi mò cá lắm.
Hai anh em đi làm thì nó khỏe hơn, nó đỡ mệt. Đây tới đầu hang, lụm hang nữa nè. Có đầu đầu mương. Rồi bắt ra luôn đi. Hang sập sình sập sình chưa. Hang này là có chắc rồi, đục ngầu luôn kìa. Ôi ôi. Nó dữ mà. Hang sập sình đâu nước đâu ạ. Đây. Đó. Cái gì vậy? Em. Dữ lắm bây giờ cô chú anh chị. Em cá. Cá mà. Ông ngủ rồi. Không thể nào tin được coi nè. Bây giờ cái hàng luôn. Ê, ê, ê. Lẹ lên chứ, lẹ lên chứ. Khoan nghe, từ từ để nó chạy từ từ. Ông lặn xuống mò ngay cái giò tôi nè. Con cá chê nó nằm không phải nằm ở dưới cái giò nha. Mà nó nằm bên hông hay gì. Nó nằm đằng trước cái bàn hả? Ừ. Mà nằm sát mé. Con cá chê bự lắm của chú anh chị. Ây da. Ây da. Chảy máu rồi cô chú anh chị ơi. Nó đâm Vũ rồi đó. Lên chưa? Nó chạy hù hù quá. Nó đâm tôi chảy máu rồi nè. Không phải con cá này, con cá chê chập má nha. Nó làm hù hù đây nè. Trời ơi trời. Nó chúi ngay chân cái giò á. Nó nằm hồi nãy, nằm trước đây nè. Ừ. À, hai cái giò với cái giò nào. Con mò đằng sau bắp chuối. Cá chê chập má luôn á. Vũ đạp nghe cảm nhận luôn mà. Đỡ ông Dư thiệt tình chứ. Chạy đi từ đây để chịu thế nào cũng chết với hai anh em mình hả. Thôi lại dở cái lạp đi Dư ơi. Nghe nhóc chân tại. Ây dồi. Con nào. Ôi cái lợp vô ngập luôn rồi Dư ơi. Cái lợp lấy là đặt theo cái mé mương này đi. Cái lợp này khô lắm rồi. Cô chú anh chị nhìn lên cái đường mương đó. Nó khô gan rồi. Vậy cũng bắt được cá rô nữa nè. Dở đi, đi đặt theo cặp mé nè. Thấy nó gù gù đúng không? Khô. Ôi dồi trời, cái gì cái xà cái rồi. Cái gì? Rồi vậy nghe cái xà cái mà có mấy cái rô à. Đổ luôn đi. Đổ vô xô mình đi rồi. Đi xuân không với cha. Trời đi. Ôi cái sặc nó bị kẹt đầu tùm lum hết trơn kìa. Nghe cái xà gì mà mấy cái rô trời. Cái này ngon lắm này đúng. Ngon phải môi xuống chút mới được. Vậy đi hỏi vậy. Nước con chị chảy qua rút lên đây trời. Đúng không? Vậy là môi sẽ lọt xuống chút. Anh em Vũ vô tới nhà nghe cô chú anh chị. Chắc nước ra bớt rồi để nước xịn luôn. Có ai mà la quá vậy. Quá trời quá đất rồi. Về bắt qua xô đi. Thôi đi. Chùm ếch luôn chú anh chị. Bắt được mấy con nè. Bên đó là ếch. Này cá. Cá rô con bự này được ngon ha. Lên rửa mấy con này rộng rồi. Cua. Ôi quá trời bữa nay.
mấy ký lô luôn rồi. Cái chê lóc ngoài kìa. Má trời quá đắt rồi cô chú ơi. Phải như cái đầm hết đó. Ủa, ủa bỏ đâu? Ủa bỏ trong cái xô gì đi. Đây nè, để tôi lấy cái xô. Ký cá luôn. Quá trời quá đất. Rồi thì chắc Vũ sẽ kết thúc video này nghe cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị vào video tiếp theo ha.